Núm ơi núm, tơ nấm là cái gì vậy núm? Tơ nấm là những cái sợi màu trắng trắng, mảnh mảnh chạy bên trong bịch nấm nhìn như tơ nhện vậy nè. Bên trong bịch là mùn cưa cây cao su đã hấp khử trùng. Người ta cấy giống nấm vô miệng bịch. Tơ nấm sẽ phát triển từ miệng bịch, chạy dần dần từ miệng xuống đáy bịch. Tơ phải chạy xuống kính đáy bịch thì mới đủ sức cho ra nấm. Ủa, vậy tơ 30% là sao? Tơ đi kính đáy bịch là 100%, vậy 30% là tơ đi được một đoạn trên bịch thôi, còn 70% nữa mới xuống tới đáy đó. Đó chỉ là một cái quy ước để nấm cho mọi người biết tình trạng tơ và thời gian phải ủ là dài hay ngắn. Thông thường thì khi bạn mua hàng, nấm sẽ gửi cho phần chú ý, ghi rõ phôi nấm bạn vừa mua, tơ đi được bao nhiêu phần trăm rồi và phải ủ bao nhiêu lâu nữa. Vậy ủ tơ là mình phải làm sao? Có khó không? Trời ơi, dễ ợt hà, ủ chỉ đơn giản là để yên đó, không có cần làm gì thêm hết á. Tuy nhiên mọi người rất hay làm sai, nên núm sẽ nói thật kỹ nè, chú ý hen. Khi mọi người mua hàng, núm giao tới sẽ đựng trong bao tải, bao ni lông, thùng giấy hay thùng xốp, cái gì cũng được hết trơn á. Chỉ cần tháo bỏ vật đựng bên ngoài ra, lấy bịch phôi nấm, chất đứng xuống nền gạch nơi thông thoáng mát mẻ, không có nắng, không mưa tạt, không máy lạnh, rồi cứ để yên như vậy thôi, không có cần làm gì nữa hết trơn á, cứ để yên vậy, tự nó sẽ chạy tơ. Để yên không cần làm gì thêm, có nghĩa là để yên như trong clip nè, không có tưới nước, không che đậy, không sờ mó gì tới hết á, để kệ nó. Lỗi mọi người hay mắc phải nè. Lỗi sai đầu tiên là đem bỏ vô phòng máy lạnh, sai nha. Lỗi sai thứ hai là làm biếng, để luôn trong bao, trong thùng xốp, ta giao tới sao để yên nguyên vậy là sai nha. Lỗi sai thứ ba là lấy nắp nhựa đậy miệng bịch lại, quá trời sai luôn. Lỗi sai thứ tư là có người sợ nóng lấy khăn ướt trùm lên cho mát, sai tè le nha. Lỗi sai thứ năm là để trong phòng đóng kín cửa lại, không có được luôn nha, mở cửa cho thông thoáng có oxy đầy đủ tơ mới chạy nhanh được. Núm ơi, sao tơ nấm hoàng kim gì kỳ quá, không có trắng gì hết á, hư rồi hả? Không có đâu nha, mỗi loại phôi nấm sẽ có một màu tơ khác nhau, không có loại nào giống loại nào hết trơn á, như con gà, con vịt với con chim cút vậy á, đâu có giống y xì nhau được đâu nè. Phôi hồng ngọc tơ nó mảnh màu hồng hồng nên nhìn như không có tơ luôn. Nấm hoàng kim thì tơ cũng mảnh, cái đoạn mà đang chạy tơ thì thấy nó màu trắng dày lên, còn đoạn đã chạy qua rồi thì không thấy gì luôn. Tơ nấm sò thái thì trắng tươi dày cui luôn. Có nhiều người không biết hay chửi núm lừa đảo bán phôi kém chất lượng nên mới không thấy tơ thấy tiếc gì hết trơn á. Khổ thân núm ghê luôn á, trời sinh tụi nó ra vậy rồi thì giờ núm làm nó ra vậy thôi chứ biết sao giờ. Mà tơ nấm cũng thay đổi theo môi trường và nhiệt độ nữa nha, không phải lúc nào cũng y xì nhau đâu. Chốt lại là cứ coi tơ chạy kín đáy thì đem đi trồng, chứ chờ trắng bốc thì chắc tới Tết Congo luôn, sao mà trắng được mà chờ. Núm ơi, vậy loại nào mình cũng coi tơ kín đáy bịch là đem trồng hả? Không có đâu, lý thuyết là vậy thôi, chứ cũng có vài loại hơi đặc biệt hơn một tí nè, như nấm sò thái với nấm hồng ngọc á. Tơ đi 80% là tụi nó ra nấm luôn rồi, tại tụi nó sung quá đó. Vậy nên hai loại sò thái với hồng ngọc á thì mình canh 80% là mình đem đi trồng đi nha, chứ để là tụi nó cũng tự lòi nấm ra hả. Còn nấm linh chi thì lại đặc biệt hơn nữa, tơ 30% là mình đem đi trồng rồi, cái này trong clip nấm linh chi núm có nói á. Nghe thấy lùng bùng lỗ tai khó nhớ quá đúng không? Thật ra mỗi khi bạn mua phôi nấm, núm luôn gửi kèm phần chú ý, ghi rõ những loại bạn mua, tơ đi bao nhiêu và ủ bao nhiêu lâu nữa. Cứ canh theo cái chú ý đó mà làm thôi, không có gì phức tạp hết trơn á. Vậy hen.